Bùi Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2023 là trái ngọt từ sự nỗ lực 3 lần dự thi nhan sắc. Trước khi đến với Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Á hậu Bùi Khánh Linh từng 2 lần lỡ hẹn với chiếc vương miện cao quý tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam cùng mùa với Huỳnh Trần Ý Nhi. Chung kết cuộc thi Miss Grand Việt Nam, Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 đã chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh tối 27 tháng 8. Tại đây, các cô gái đến từ mọi miền đất nước lần lượt trải qua nhiều phần thi quan trọng để tiến gần hơn tới ngôi vị danh giá. Kết thúc vòng thi trình diễn trang phục dạ hội, top 5 ứng xử được MC gọi tên gồm có Bùi Khánh Linh Bắc Giang, Trương Quý Minh Nhàn Thừa Thiên Huế, Lê Hoàng Phương Khánh Hòa, Lê Thị Hồng Hạnh Thái Bình và Đặng Hoàng Tâm Như Thừa Thiên Huế. Tại vòng ứng xử, năm cô gái xinh đẹp sẽ tự bốc thăm câu hỏi cho mình và trả lời trước ban giám khảo và khán giả. Sau màn thể hiện đầy tự tin, các ứng viên sáng giá hồi hộp chờ kết quả. Chung cuộc, Lê Hoàng Phương được xướng tên trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân. Bùi Khánh Linh là Á hậu 1, danh hiệu Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4 lần lượt trao cho Bùi Khánh Linh, Trương Quý Minh Nhàn, Lê Thị Hồng Hạnh, Đặng Hoàng Tâm Như. Bên cạnh tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương, thông tin về Á hậu 1 Bùi Khánh Linh cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của fan sắc đẹp. Theo đó, Khánh Linh sinh năm 2002, sở hữu chiều cao 1m76 cùng số đo 3 vòng gợi cảm lần lượt là 84, 60, 96cm. Trước khi xuất sắc đoạt giải Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh từng là hoa khôi áo dài cuộc thi King and Queen tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2020, hoa khôi áo dài cuộc thi học sinh thanh lịch Trung học Phổ thông Phương Sơn, Bắc Giang. Hiện tại, cô là sinh viên chuyên ngành quản trị kinh doanh nông nghiệp tiên tiến tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Năm 2020-2021, cô là sinh viên có thành tích học tập xuất sắc với GPA 3,63. 3/4. Hào quang rực rỡ trên sân khấu là vậy, nhưng ít ai biết rằng Á hậu Bùi Khánh Linh đã phải trải qua giai đoạn khá khó khăn trong cuộc sống. Năm 2022, Bùi Khánh Linh từng tham gia cuộc thi Miss World Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam, nhưng gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 10 chung cuộc. Một năm sau, người đẹp Bắc Giang tiếp tục ghi danh tại đấu trường sắc đẹp này. Cô nàng một lần nữa vụt mất chiếc vương miện Miss World Việt Nam 2023 vào tay Huỳnh Trần Ý Nhi quê Bình Định. Thời điểm đó, Bùi Khánh Linh đã bật khóc ngay trên sân khấu khi dừng chân ở top 5 chung cuộc cùng giải thưởng phụ người đẹp biển. Không ai có thể ngờ rằng sau 2 lần thất bại tại cùng một sân chơi nhan sắc, Bùi Khánh Linh không hề nản chí mà tiếp tục ghi danh Miss Grand Việt Nam 2023 chỉ 4 ngày sau khi kết thúc hành trình trước đó. Chia sẻ với phóng viên Dân Việt về phản ứng của bố mẹ khi con gái 3 lần liên tiếp đi thi Hoa hậu, Bùi Khánh Linh nói, bố mẹ tôi luôn ủng hộ và đồng hành trên mỗi hành trình của tôi tham gia. Tuy nhiên, khi tôi đưa ra quyết định nhanh chóng tham gia thi Miss Grand Việt Nam 2023 liền, thì bố mẹ cũng có chút lo lắng, nhưng bố mẹ động viên tôi cố gắng và bình tĩnh bước đi. Bùi Khánh Linh cũng tiết lộ thêm gia đình cô làm nông nghiệp bằng việc nuôi cá nước ngọt ở một vùng quê khu vực miền núi ở Bắc Giang. Việc có điều kiện cũng như đầu tư tiền cho con tham gia cuộc thi sắc đẹp là không thể. Trong khi nhà tôi có 3 anh em vẫn đang tuổi ăn học, nên việc tập trung đầu tư cho các con học tập đã là một gánh nặng tương đối cho bố mẹ. Bùi Khánh Linh tâm sự. Tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về sắc vóc lẫn khả năng trình diễn trên sân khấu. Sau đó, cô gây chú ý khi lọt top 4 đề cử Best in Swimsuit, trang phục áo tắm cùng với các đối thủ nặng ký gồm Lê Hoàng Phương, Nguyễn Hồng Diễm và Nguyễn Thị Thu Hằng. Một điều thú vị là trước thềm chung kết, Bùi Khánh Linh từng chia sẻ mong muốn được cầm tay Lê Hoàng Phương ở giây phút chờ đợi kết quả người đăng quang. Cuối cùng ước muốn này thành hiện thực, Bùi Khánh Linh cùng Lê Hoàng Phương thuận lợi vào top 2 Miss Grand Việt Nam 2023. Tuy nhiên, người đẹp Bắc Giang tiếp tục lỡ hẹn lần thứ 3 với chiếc vương miện danh giá, ngôi vị cao nhất thuộc về Lê Hoàng Phương. Còn nhớ các phần thi trong đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023, Bùi Khánh Linh đã phát huy thế mạnh hình thể và kỹ năng trình diễn qua từng phần thi như trình diễn trang phục bikini, trang phục dạ hội. Trong vòng ứng xử dành cho top 5 chung cuộc, Bùi Khánh Linh đã bốc thăm được câu hỏi có nội dung ai trong đời cũng từng có những lỗi lầm khiến mẹ mình phải buồn. Vậy câu chuyện của bạn là gì? Trong mùa Vu Lan báo hiếu này, bạn muốn nói điều gì? Người đẹp Bắc Giang đã tự tin đưa ra câu trả lời. Tôi tin rằng tôi hay những người con ngoài kia đã đôi lần làm mẹ buồn. Thế nhưng đã rất nhiều lần những bà mẹ ngoài kia đã tha thứ cho những đứa con của mình. Và ngày hôm nay con đứng ở đây, con chỉ muốn nói với mẹ rằng con sẽ cố gắng hết sức trong hành trình của chính mình để mẹ được tự hào. Con yêu mẹ. Trong mùa Vu Lan báo hiếu, tôi cũng sẽ được gửi đến tất cả những bà mẹ ngoài kia. Mong các bà, các mẹ có thật nhiều sức khỏe để đồng hành với chúng con trong hành trình trưởng thành, tìm ra hạnh phúc của chính mình. Thời điểm tháng 8 này cũng là dịp kỷ niệm 78 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công. Tôi cũng muốn được gửi lời cảm ơn đến những bà mẹ Việt Nam anh hùng đã là những ngọn đuốc xóa đi những bóng đêm để có được hòa bình và ổn định cho Việt Nam như ngày hôm nay. Không thể phủ nhận một điều, thành tích Á hậu 1 Miss Grand Việt Nam 2023 thực sự là trái ngọt đối với Bùi Khánh Linh sau khoảng thời gian dài nỗ lực cho ước mơ chinh phục vương miện của mình. Người đẹp quê Bắc Giang được cộng đồng fan sắc đẹp nhiệt tình ủng hộ và gửi lời chúc tốt đẹp, mong cô có một hành trình đương nhiệm thành công ý nghĩa.